Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Sẽ xảy ra chăm lo các con đến tuổi già rồi từng ngày phải lo xa ôi thôi nghĩ suy sau mệt quá sẽ mai bên chào dù rằng đôi khi cha hay trách con trai mắng là để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua ở đâu đó thế giới quanh ta hạnh phúc cũng chính là quà nào mình cũng sẽ chia tiếng cười hà ha mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trở về may mắn sẽ đến bên con dù là mình đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Không phải đây không? Đúng rồi nè mày, trời ơi mày kỹ địa chỉ gì mà mày nói không có rõ ràng gì hết trơn á. Trời mày để vậy tao chạy đâu tuốt luôn ở bên Gò Vấp á. Trời ơi, ai về đâu nó nằm ở bên quận này. Chờ chú từ nãy giờ đi vô. Chờ cái gì mà chờ? Khoan, nó để cái bảng kìa thấy không? Bảng gì? Hôm nay miễn tiếp khách, đi vô trống đuổi rồi nha. Trời ơi mệt quá, tới đây vì ai? Vì con Vi. Vậy thì xong vô đi. Nhưng mà đi vô trống không thấy con Vi bị nó đuổi ngược trở ra rồi sao? Rồi lỡ Vi nó ở trống rồi sao? Thì bây giờ phải đi vô. Thì đi vô. Nhưng mà để miễn tiếp khách sao vô? Trời ơi. Có nghĩa là hôm nay nhà hàng muốn đóng cửa hoặc là công an tới điều tra kiểm tra gì rồi sao? Có công an không? Chú nhìn đi có công an không? Đâu có công an đâu. Thôi bây giờ cứ vô đại đi. Có công an không? Mày coi có kỹ coi có không? Không có kìa. Rồi. À, dừng. À dạ. À hai bác dừng lại. Nghĩ sao kêu hai bác mày? Dạ. Ông này bác đúng rồi, nhìn tôi sao kêu tôi bác vậy? Cái mặt tao với cái mặt mày nó xem nhau. Mà mày nghĩ sao mà mày kêu bằng bác mày? Dạ. Kêu lại. Dạ con xin lỗi bác. Em xin lỗi anh. Mình vô chút. Dạ hôm nay quán con miễn tiếp khách. Tôi biết rồi, tôi nhìn thấy cái bảng đó rồi, hiểu chưa? Nhưng mà tôi có việc gấp cho nên tôi phải đi vô, nghe rõ không? Không có vô gì đó, không có gấp gì đó. Nói lại một lần nữa, hôm nay quán miễn tiếp khách. Biết rồi, tôi biết chữ mà. Hiểu không? Sáng giờ có ai cúng nải chuối chưa? Dạ. Thấy thương quá à. Cho tôi vô đi. Cho tụi tôi vô, tụi tôi uống tủ. Uống tủ là gì? Uống rượu đó, hiểu không? Trời ơi, cho tụi tôi vô đi. Thôi đi vô. Nhắc lại một lần nữa. Cái gì? Hôm nay quán miễn tiếp khách. Lui. Nè, không có dẫn mặt nha. À, hai đứa tôi không phải là khách bình thường. Không phải khách bình thường, nghe rõ chưa? Nói nghe nè, thương đi mà, cho tụi tôi vô đi. Tụi tôi vô để tụi tôi có việc, tụi tôi cũng mua, tụi tôi cũng có này có cái gì. Nóng lỗ rúng sâu quá à. Ở đây không phải là khách vừa đâu, tụi tôi là khách VIP không đó. Đúng vậy. Hai người này là khách bất bình thường. Cái gì? Khách bất bình thường là dữ hơn VIP nữa. Khách còn dễ sợ hơn khách VIP nữa. Đó có nghĩa là những khách này nè. Ghê chưa? Sợ chưa? Ghê quá. Đó, đây, con trai của bà nè. Ủa thế chạy luôn hả? Đó. Chạy luôn hả? Thử dữ đó. Chồng sắp cưới luôn của con gái của ngõ kia. Ủa? Đó. Chồng sắp cưới luôn? Ghê chưa? Ghê. Sợ chưa? Sợ rồi phải không? Đi vô. Lại. Tính lừa gạt hả? Xạo không à? Sáng sớm vô xạo không à? Cái gì xạo? Ông nghĩ sao? Ông nói ông khách cao cấp hả? Coi ăn mặc kìa. Ông này tôi còn tin nha. Nhìn ông mặc đồ y chang như xe ôm vậy đó. Ê, tao giả chạc một cái mày chạy mở nha mày. Mày tin không? Mày đừng khi dễ tao theo tao hầu cậu chủ tao mà. Trời ơi, đừng có giỡn là chồng sắp cưới của con của cái bà kia nọ. Cho tao vô chưa? Vô đi chú, đừng nói gì nữa. Ông ơi, nói cái gì? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ông bà, 500 anh em tập trung trước cửa quán. Có hai kẻ đột nhập. 500 anh em. 500 anh em. 500 anh em. Cái gì? Alo, over. Quay trở lại ra trước cái quán. Có hai người đột nhập. Đem tất cả vũ khí hạng nặng ra đây. Nhanh lên. Chú ơi, nó đem 500 anh em ra là mệt lắm à. Bây giờ phải tính cách nào rồi. Tính cách tính.
lần ở đó, hai lần đầu tiên đúng không? Cho nên chưa có kinh nghiệm là đúng rồi. Để anh giúp cho nghe. Bà á, bao nhiêu năm vẫn không biết cách ăn cua. Còn anh nữa, cầm cái cây kìm mà rớt lên xuống à. À thôi, lớn tuổi rồi, bởi vì mệt hết sức luôn vậy à. Thôi. Ăn đi, ăn đi. Ăn được. Này này, này 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 này, để Honey của anh á giúp cho nghe. Nè cưng. À nó nghe nè. Anh đã có gọi thêm cho em nghe, bào ngư di cá nè, rồi há dây cá mập nè, rồi tôm hoa huỳnh đế nữa nè. Đó. Anh biết kêu cái đó làm gì, em đâu có ăn đâu. Em ăn rồi em mập rồi anh chê em xấu rồi sao? Giỡn, nghĩ sao mà chê được. Anh từng tuổi này gần đất xa trời rồi. Bây giờ được một mỹ nữ như em chấp nhận, đó là phước đức ông bà để lại rồi. Thôi đi xảo rồi, ăn đi. Hưng để coi. Uống quá trời uống à. À, đau quá. Ăn đi. Ăn nè. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mới được ngồi nhậu một không gian lý tưởng gì đó. À. Nhân một cái dịp gọi là ngàn năm có một. Còn em xin phép tặng anh một ca khúc rất hợp với tôi đề. Thế giấc mộng ban đầu tôi mới rơi. Nhớ bài quen quen, bài gì vậy? Đắp mộ cuộc tình. Bà nội mày nghĩ sao mày gửi tặng tao mày hát bài đắp mộ cuộc tình mày. Trời ơi vui mà anh, có gì đâu. Vui đi. Vui. Mày tao vô, tao đi vui nha. Không có đi vô đâu. Ngồi đây chơi với em lâu lắm mới được gặp anh. Ủa, uống hoài mà không có đi khó chịu lắm. Đúng rồi, cho đi đi. Gốc cây thẳng đi. Ấy trời ơi, xe người ta chạy quá trời luôn, đi gốc cây nghĩ sao bảo vệ mà phải suối người ta đi mấy chỗ thùng bông mỹ tục sạch sẽ đường phố gì kỳ cục vậy. Không đi được gốc cây thì nín. Cao thủ là nhậu không toilet. Trời đất ơi. Trời ơi, cái này nhỏ lớn mới nghe. Nhậu không đi toilet là tét á. À. Không được biết. Bây giờ một là đi gốc cây, hai là nín, không được đi vô chợ. Tại sao? Đi vô là em bị đuổi việc, ông tống chữ. Mày vô mày xin ông chủ mày cho vô đi ra đây. Không có đi đâu, ngồi đây chơi với em. Ngồi đây chơi với em. Nói nghe nè. Vô. Lúc mà có rượu vô rồi ông thích gì nhất? Cước đời em là ngoài rượu ra là thích nhất là mỹ nữ. Nói về mỹ nữ ha, kể ông tới sáng luôn á. Ôi, tôi biết cái chỗ này một hồi nữa anh em mình tới chơi, tôi bảo đảm ông sẽ thích. Ê, hứa nha. Lát hết cà là rượu luôn. Ờ, lại đây đó nghe nè. Nè, thì giờ gần đó nha, con gái đứa nào cũng đẹp á. Cái ông kia đâu rồi? Trời ơi, bộ hả? Đứng lại, ông làm gì vậy? Vô đi chú Linh. Ông làm gì vậy? Trời ơi, con cua ngon dễ sợ luôn. Xong rồi đó. Đây nè, để tôi chỉ cho cô cái cách mà lột cua nghe. Nè, đó. Trời ơi, mày chứ tao còn ngờ cho tôi có mày. Bá. Bà đã bắt được quả tàng rồi. Tao nói thiệt mày nghe, tao sẽ đưa mày lên trên công an. Tao sẽ cho công an nắm đầu mày. Cái đầu mày làm sao nắm được? Sẽ nắm quần, nắm áo mày, giải mày vô. Đứng nhốt mày trên đầu ra. Bà, con không được đi theo cái ngữ này. Nếu mà như vậy thì bà biết ăn nói sao với má con đây. Bà phải giải nó lên công an. Hia là cái gì? Hia là anh đó hia. À, mày kêu chứ miền Tây ở dưới miền Tây Bạc Liêu rồi. Dạo quê, mày sắp căng. Sắp căng rồi hả? Rồi, nói đi chế. Chế. Tôi là đàn ông mà. Đàn ông là hia hả? Hia nói gì hia? Chế buông tôi ra đi chế. Cái gì vậy? Bà ơi, con đâu có có sao cái gì? Trời ơi, mày có biết nó đáng tuổi con không mày? Đó thấy chưa, con thấy chưa? Nhỏ này nữa nè, đáng tuổi con mà nó còn như vậy, con thấy chưa? Bà, bác Đức. Con nè. Bà không nhớ ai hả? Bà nhìn kỹ đi. Con nè, bạn của con đó. Tuyết phải không? Dạ. Ê, con Tuyết nè.
Còn mày? Dạ, con là Ken Nguyễn, là chồng sắp cưới của Tuyết. Dạ. Chuyện đó là gì nè? Con sẽ quên cái hợp đồng này cho chú coi. Ông làm gì vậy? Ông vừa phải rồi nha. Ôi trời Tuyết. Ủa bà đang ra gì? Thì tôi mới về. Ủa chứ phải đang đi du học hả? Thì đúng là đi du học, nhưng mà bây giờ về đột xuất là để chuẩn bị sinh một sự kiện trọng đại. Giới thiệu với bà, đây là chồng sắp cưới của tôi. Trời ơi, ông Ken này hả? Ừ, bất ngờ quá phải không? Tôi khổ tâm lắm ha, bởi vì cái câu chuyện này á là đều do vợ sắp cưới của tôi á viết ra đó và bắt tôi biến thành một con dê già. Em thấy tội anh không Honey? Nỡ lòng nào con dê già này mà ăn thịt bạn của vợ sắp cưới của mình mặc dù xinh thiệt. Tào anh nè Honey, chúng ta có thể nhập tiệc được chưa? Dạ được. À, xin mời. Trời ơi, vậy thì ra là sự hiểu lầm thôi. Thôi bỏ qua nha. Tại vì chú cũng hồ đồ hậu đậu quá. Chú tự gì á, con biết không, tất cả những gì chú làm vậy là chẳng qua do chú thương con gái của chú thôi. Nghe có gì bỏ qua nghe, chồng của Tuyết ha. Chúc mừng Vi. Em có một người cha thật là tuyệt vời. Nhưng mà không sao. Ở bên ngoài người ta đồn con là một người rất đáng sợ, đúng không em? Nhưng mà nhìn ở đây thấy đâu phải vậy đâu. Dạ đúng rồi đó bác. Anh Ken không phải như vậy đâu. Chẳng qua là trong công chuyện làm ăn á, người ta ganh ghét nên người ta mới đồn anh Ken vậy thôi. Chứ anh Ken rất là thương con. Nên là tụi con quyết định á là sau khi đám cưới xong tụi con sẽ ra nước ngoài định cư. Vậy hả? Vậy thôi chúc mừng hai đứa nghe. Trăm năm hạnh phúc nè. Bền vững bên nhau nè. Con là cháu. Yên tâm, có chú sẽ bảo vệ cho con. Trời ơi, không phải. Năm trăm anh em tập trung hết lớp phòng này. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười, ha ha ha. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta, phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.